Kỷ nguyên hải tặc, siêu phẩm Game One Piece, sở hữu chiến trường lên server rực lửa. Tải game, nhận ngay quà tân thủ khủng. Trải nghiệm ngay tại kỷnguyênhải tặc.com. Lý do chính phủ che giấu tên thật của Shanks. Yo, xin chào tất cho anh em băng hải tặc xăm soi đã quay trở lại với cả channel của mình. Dù mới chỉ tung ra trailer phim Red, cơn sốt về ông chú tóc đỏ đã bắt đầu nhen nhóm, mặc cho là phải 8 tháng nữa thì bộ phim mới ra rạp. Xét về khía cạnh của các fan hâm mộ One Piece thì bộ movie này không khác gì những bộ bom tấn Hollywood anh em nhở. Khi mà đây là một nhân vật vô cùng được yêu thích, dù số lượng anh xuất hiện trên màn ảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sức mạnh của Shanks là gì? Anh và Mihawk thì ai nhỉnh hơn? Tại sao Ngô Lạc Tinh lại bàn bạc với một hải tặc tứ hoàng? Tại sao anh không trở thành vua hải tặc như là Roger? Rất là nhiều những câu hỏi được đặt ra. Và thứ mà độc giả mong muốn hơn cả đó là thân phận thật sự của Shanks là gì? Bởi vì chỉ cần biết được nguồn gốc của anh, mọi thứ sẽ được phơi bày. Nếu mà anh em để ý thì ông chú Ba Thẹo là thuộc típ người giống như Dragon hay là Luffy, là một chính diện. Nhưng mà tên thật của anh cho đến nay vẫn chưa được công bố. Rõ ràng sẽ không có bất ngờ khi mà Shanks cũng có ký tự đi trong tên của mình. Chính quyền vì lý do nào đó đã che giấu cái tên này đi, không giống như là Big Mom hay là Kaido. Tầm quan trọng của hội trưởng nhóm HKT, hội cụ tay, lớn hơn rất nhiều so với họ. Nói đến đây thì chắc là anh em tò mò lắm đúng không nào? Ok, không để mọi người phải chờ lâu thêm nữa, hãy cùng với xăm soi đến với cả video phân tích giả thuyết. Lý do chính phủ che giấu tên thật của Shanks tóc đỏ, let's go! Một, giả thuyết về đứa con của Sebek. Trên YouTube hẳn là phải có rất là nhiều video giả thuyết về thân phận thật sự của Shanks, con trai ruột của tên hải tặc tàn bạo nhất Rox de Sebek, là một trong số đó. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ phân tích giả thuyết này theo một khía cạnh khách quan. Tất nhiên là còn có nhiều dự đoán khác mà các bạn có thể đưa ra. Ok, tại sao mình lại cho rằng Shanks là con của Sebek? Nếu mà anh em tinh ý thì ở trận chiến tại God Valley 38 năm trước, theo lời của Sengoku, đã có một thiên long nhân xuất hiện tại đó. Vì nhiệm vụ bảo vệ Long Tinh, Garp đã được cử đi và tình cờ phối hợp với Roger để đánh bại thuyền trưởng Rox. Tuổi của Shanks thì cũng xem sự kiện trọng đại này diễn ra. Mặc dù bằng chứng anh là con trai của Sebek còn khá là ít, nhưng mình không muốn phải chứng minh quá nhiều. Cứ cho rằng điều đó là sự thật, và khi liên kết với những sự việc bí ẩn về anh, sẽ càng có nhiều lý do phản biện rằng giả thuyết này là hợp lý. Rox từng là một nô lệ ở thánh điện Mary Joyce. Tại sao lại không cơ chứ? Từ trước tới nay, chưa có một nhân vật mang ký tự đi nào được debut là một nô lệ, và cũng chưa có hải tặc nào khủng khiếp như là Sebek từng xuất hiện. Ông cực kỳ cam kết chính quyền, điều đó thì không thể chối cãi. Tuy con đường mà Rox đi hướng về ngôi vị cao nhất biển cả, nhưng mà cách làm thì lại không được hay ho cho lắm. Đó là sử dụng bạo lực sức mạnh để chiếm lấy tất cả. Nhiều người nhận thấy điểm giống nhau giữa Rox và Zoden, nhưng mà bác Oda thì cũng chưa bao giờ là dự đoán đến thế. Ông luôn tạo ra cú twist khiến cho độc giả phải trầm trồ. Nhưng nếu như Shanks là con trai của Sebek, vì sao hai người có nhiều điều khác biệt như vậy? Trở lại với nhận định Rox từng là một nô lệ, kịch bản thú vị nhất sẽ là ông với bản tính ngông cuồng, bạo lực, lại bị một người phụ nữ dịu hiền có tâm lòng ấm áp lấp đầy khoảng trống. Đây không phải là câu chuyện gì mới. Ấy vậy, nếu mà người phụ nữ đó là một thiên long nhân, thì mọi thứ sẽ khác đi hoàn toàn. Cô ta chấp nhận từ bỏ công việc của mình để đi theo tiếng gọi tình yêu của Sebek thì sao? Anh em còn nhớ trường hợp của Xenoping và người vợ Russian chứ? Chỉ vì bằng Don Quixote có thể giết chóc hàng loạt, nhưng mà khi tìm thấy nửa kia, anh thậm chí đã trở thành một đứa trẻ để cho cô ấy được vui. Sẽ ra sao nếu như mối tình giữa Rox và một thiên long nhân, một vụ bê bối không hề nhỏ một chút nào? Kết quả là cậu bé Shanks với mái tóc đỏ giống như người cha của mình. Sự việc bí mật này thì không phải là ai cũng biết. Đó là lý do cho chuyện một tứ hoàng như Shanks lại được Ngũ Lão Tinh tôn trọng và bỏ dở công việc để tiếp chuyện anh, vì anh là hậu duệ của một long tinh quyền quý. 2. Lý do Sebek và God Valley bị xóa sổ. Tiếp tục câu chuyện gia đình nhà Rox, God Valley năm ấy khủng khiếp tới nỗi chính quyền buộc phải loại bỏ mọi chi tiết về trận đánh này. Không còn ghi chép trong lịch sử, không được phép kể cho đời sau biết. Ngay cả Sengoku khi hé một về sự kiện này lập tức bị Akainu cắt lời. Điều đó cho thấy là bất kỳ thông tin gì về trận chiến thủng lũng chúa đều bị cấm đoán. Nhưng câu hỏi đặt ra là có phải đơn giản God Valley có sự nhúng tay công tác giữa một hải tặc và một hải quân nên chính quyền mới không muốn cho ai biết về nó? Nếu là vậy thì đã không biết lần Smoker giúp đỡ bằng ngũ rơm hay là Algezi thả lỏng cho Robin đi. Đến đây thì có nhiều bạn đinh ninh có lẽ do quy mô của nó quá lớn
lên những kẻ đứng đầu muốn che giấu nó đi. Nếu mà là vậy, thì các bạn hẳn là đã quên một số biến cố còn khủng khiếp hơn như là Alabasta, Dressrosa, O'Hara và lớn nhất là Ark tổng bộ hải quân. Rõ ràng là cũng có nhiều trận đánh với quy mô lớn, mức độ nghiêm trọng và dìu lưu từ chính quyền. Nhưng mà tại sao Ngũ Lão Tinh và Im Sama chỉ dùng biện pháp thay thế chứ không xóa sổ như là God Valley? Ở Alabasta, hải quân quy công trạng về cho Smoker hay vì băng ngũ dơm. Ở Dressrosa, Fujitora được tuyên dương chứ không phải là Luffy. Chính quyền hoàn toàn đủ xảo quyệt để che đậy sự thật. Thậm chí, ngày băng tàu trắng càn quét nát bét tổng bộ nhưng mà kết quả, họ vẫn tuyên bố là hải quân chiến thắng vẻ vang. Băng của tứ hoàng thất bại toàn tập. Vậy mà God Valley 38 năm trước lại bị xóa sạch dấu vết, không còn một chút thông tin nào. Có đơn giản chỉ là quy mô? Chắc chắn là không. Trận chiến này còn vô vàn những biến số đằng sau mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới thanh danh của chính quyền thế giới. Họ mới bắt buộc làm như vậy. Rocks D. Sebek, trung tâm của cuộc chiến, một đại hải tặc với ý chí của D trong tên. Vợ của ông, một thiên long nhân, họ chiến đấu để vứt ra khỏi sự ràng buộc của số phận. Vụ bê bối cỡ đó mới làm cho kẻ đứng đầu 170 quốc gia phải đau đầu tiêu diệt. Và nên nhớ rằng, mỗi khi nhớ lại những gì trải qua, anh hùng Gáp luôn cảm thấy nhói đau ở con tim không muốn nhắc lại. Nếu chỉ vì cộng tác của Roger đẩy hạ gục một hải tặc thì chưa đủ cơ sở để ông xót xa như vậy. Bagoda thì luôn biết cách thả con tép để bắt con tôm, tung quả mù để chúng ta tưởng rằng lý do đó là đủ. Nhưng mà không, nó chỉ là một tấm bình phong vén màn cho sự thật khủng khiếp ở đằng sau. Tóm cái vé lại thì Rocks và God Valley bị xóa sổ khỏi lịch sử bởi vì chính quyền không một danh tiếng của họ bị lụi tàn. Họ sẵn sàng trừ khử bất cứ ai biết hoặc là muốn biết về nó. Bên cạnh đó, có lẽ là Rocks đã thật sự chết và người vợ của ông dù có được cứu sống thì chính quyền cũng sẽ diệt cỏ tận gốc để tránh hậu họa về sau. Ba, lý do chính phủ che giấu tuyệt thật của Shanks. Rất ít nhân vật trong One Piece không có họ tên đầy đủ. Shanks là một trong số đó. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thắc mắc rằng liệu Shanks có thuộc nhóm người mang ký tự đi trong tên. Giống như là Law trước đây, anh buộc phải số ký tự của mình là Trafalgar D. Waterlaw, vì nếu như để người của chính phủ biết anh sở hữu đi trong tên, anh luật sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vậy nếu Shanks có họ là Rocks D thì sao nào? Hoặc là anh có thể mang họ mẹ tương tự như Ace theo họ Podcast D chứ không phải là Gold D. Tiện nhắc về A, còn nhớ trong 2 năm trước, lần đầu tiên họ gặp nhau thì Tóc Đỏ và Hòa Quyền đã nhanh chóng kết thân, xem nhau là bạn bè và ăn uống no say. Một quan hệ giữa họ được kết nối bởi Luffy. Ấy vậy, mình bất chợt nảy ra một suy luận rằng biết đâu trong cuộc trò chuyện ấy, Shanks và A đã tìm thấy những điểm tương đồng thì sao? Cùng là con trai một hải tặc vĩ đại được nuôi nấng bởi một người khác, nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Đối với những người giống nhau về cảnh ngộ, họ rất dễ đồng cảm. Thực tế thì A đã từng đánh nhau sức đầu mẻ chán với Yamato ở Onigashima. Và sau đó thì sao? Hai người bày mâm ra nhậu, kể nhau câu chuyện gia đình không mong muốn của mình. Hơn hết, A không muốn đi theo con đường của cha mình. Anh nói rằng bản thân thì rất là ghét dòng máu quỷ chảy trong người. Đến đây mình liên tưởng tới việc Shanks cũng tương tự, chán ghét phương thức hành động của Rocks Isabeth và tính cách của anh giống người mẹ nhiều hơn. Một sự pha trộn thú vị, sở hữu sức mạnh của Papa nhưng mà tâm hồn thì lại của Mama. Vậy tại sao Roger lại chấp nhận Shanks, con trai của kẻ thù mà ông từng đánh bại? Trở lại với anh hùng Garp, chúng ta đã biết được rằng trước khi bị hành hình thì Roger đã nhờ vào ông nuôi nấng hộ người con trai đang còn trong bụng mẹ là A. Vô Hải Tặc đã nói như thế này: tôi với ông đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, không ít lần đã suy diễn được nhau. Hơn ai hết, ông là người tôi tin tưởng nhất, vừa là kẻ thù, vừa là đồng đội. Ông cũng hiểu rõ lý do tại sao tôi nhờ ông chuyện này mà, đúng không, Garp? Câu nói như thể gợi lại ký ức của hai người bạn già. Nói không ngoan thì Roger không thực sự nhờ Garp, mà là giữa hai người họ có một món nợ ân tình. Có lẽ là vào ngày đó tại thôn lục chúa, vì thương hại cho một đứa trẻ vô tội mang huyết thống của Sebek mà Garp đã nhờ Roger chăm sóc cho Shanks. Bởi vì chỉ cần thông tin này lọt ra ngoài, đứa trẻ ấy sẽ chết trước khi mà cất tiếng nói đầu tiên. Điều này cần được lý giải khi mà băng của Roger tiến đến hòn đảo cuối cùng là Raftel. Shanks đã tình nguyện ở lại để chăm sóc cho bất kỳ bị tiêu chảy. Roger đã thì thầm điều gì đó ở nơi mà chỉ có hai người họ. Sau khi chia tay, cậu bé Tóc Đỏ đã khóc rất nhiều. Phải chăng vua hải tặc đã biết thời gian của mình không còn được lâu nên đã quyết định tiết lộ thân thế thật sự cho Shanks biết? Kể từ giây phút ấy, ta thấy anh không còn vui vẻ và hồn nhiên như trước đấy nữa. Bằng chứng là khi Roger chết, anh đã đề nghị với Buggy thành lập băng ra riêng để ra khơi, tiếp tục ước nguyện của riêng mình. Khi đã trở thành một tứ hoàng, gặp lại dâu trắng trên tàu Moby Dick, bố ta nói rằng vết sẹo của Shanks làm ông nhớ lại một người cũ trong quá khứ, nhưng không hề quẹt người đó là ai.
khả năng chính là thuyền trưởng vĩ đại của ông, Rox de Seebeck. Và sau cùng, lý do mà Ngôi Lão Tiên tôn trọng Tứ Hoàng Shanks thì như mình đã nói, ngoài chuyện anh có khả năng là đứa con trai của sự hỗn loạn, thuyền trưởng Rox và sự ôn hòa, người mẹ Thiên Long Nhân. Tất nhiên là phải kèm theo một số yếu tố quan trọng khác như là sức mạnh của anh, cộng thêm vai trò là một người giữ cân bằng, hợp với cả triết lý cai trị của những kẻ đứng đầu Mary Joyce. Dù sao, anh vẫn cảm thấy là chưa phải lúc để những sự thật được phơi bày. Shanks đang chờ một Joy Boy mới để hoàn thành đại sự này. Còn với chính phủ thế giới, họ vừa muốn tận dụng ý tốt của tóc đỏ, vừa không muốn thân phận của anh bị bại lộ. Nếu không, sẽ tạo ra một cú sốc lớn với thế giới. Nên nhớ, chỉ vì A là con trai của vua hải tặc, đi theo con đường phục vụ bố già, đối đầu với chính quyền mà anh bị xử tử công khai. Nếu như Shanks ngày ấy cũng như vậy, chính quyền chắc chắn đã công khai truy nã tên tuổi đầy đủ của anh rồi. Việc anh được đột một mình tìm đến Dâu Trắng để khuyên rằng ông ăn cản A không phải đơn giản là một nghĩa cử của một người bạn. Họ chỉ mới vừa quen biết nhau, không nhau ăn uống có một lần, làm gì có chuyện mà Shanks lại mạo hiểm lên tàu địch như vậy chứ? Câu trả lời chỉ có thể là sự đồng cảm. Không ai thấu hiểu trường hợp của A hơn anh. Chính vì thế, anh mới trân trọng hỏa quyền, không muốn A bị nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề là tóc đỏ không hướng đến ngôi vị vua hải tặc. Thứ anh muốn có một phần là giúp ích được cho chính phủ, đó là giữ cho bí mật lịch sử được an toàn, kèm theo việc kiềm chế những tên muốn phá vỡ trật tự đó, ví dụ như là dâu đen. Tổng kết lại, lý do tấm poster truyền lại tuần tóc đỏ chỉ có mỗi một cái tên có thể là do thân phận của anh dính líu tới vụ bê bối scandal đình đám của chính quyền. Nhưng mà vì lợi ích của đôi bên, tên đầy đủ của Shanks vẫn chưa được công khai. Lưu ý, nội dung trong video chỉ mang tính chất là tham khảo, không khuyến khích anh em sử dụng nó để đi lấy lè với gái. Ok, trên đây là video phân tích giả thuyết tiếp theo về Shanks tóc đỏ. Anh em nghĩ tên đầy đủ của ông chú cụt tay là gì? Mọi người có muốn mình làm video tương tự về tên thật của chú hay bất kỳ không? Rồi, như thường lệ, sau đây là 3 chiếc comment may mắn được lên sóng. Đầu tiên là comment của bạn Thủy Trinh. Anh ơi, anh làm clip về thẻ mệnh đi anh, em vẫn chưa hiểu nhiều về thẻ mệnh. Cũng được, mình sẽ tập hợp luôn những món đồ thú vị trong One Piece cho anh em xem. Tiếp theo là comment của bạn Tatki1407. Em fan cứng của anh lắm luôn á, mỗi lần coi là em like anh 2 lần. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, xem thì xem, cơ mà like một lần thôi. Làm thế thì trả like có khi còn tốt cho S hơn. Hờn nhá. Và cuối cùng là comment của bạn kênh Game Vui. Anh nghĩ nếu như mà Kaido không tránh né mà đứng chịu đòn thì chịu được mấy hit của Zunisha? Khó nói nhở. Kiểu Lucy dùng tay Kai đứng lên trong lúc phi vả, Zunisha và Kaido thì ở góc độ phóng đại hơn là cả trăm lần sức mạnh. Và cuối cùng, ta đừng quên bình luận thật bựa để có cơ hội lên sóng trong số tiếp theo. Hãy ấn nhẹ nút like, đăng ký kênh và nút chuông nho nhỏ ở bên cạnh nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye! Nóng nóng nóng, băng hải tặc Xăm Soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook, search One Piece Xăm Soi. Chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng Xăm Soi đang đợi bạn, link nhóm ở mô tả nha.